bữa nay rảnh rỗi xuống khu Hồ Tràm chơi nha, quay mấy con bò cho mọi người xem nè. Đàn bò. Nó gãi đầu, nó gãi đầu. Ê. Không mấy con bê con. Đàn bò đang gặm cỏ. Hai con bê con dễ thương quá. Hai con bê con dễ thương quá giống. Đây, bên đây là cái chỗ bán hải sản nha, ra mua hải sản sát bờ biển, mua hải sản về để ăn nè, dọc bãi biển của Hồ Tràm. Đây, biển Hồ Tràm. Đây là mấy cái con thuyền người ta đánh bắt xong rồi giờ người ta kéo lên nghỉ ngơi, và hải sản thì được bán ở bên cạnh luôn, cái thuyền nhỏ nhỏ. Và đây là biển, thuyền và biển. Lưới tao quăng la liệt trên bờ luôn. Khu này bây giờ đất đai rồi lên giá dữ lắm rồi. Đó, người ta rào lại. Ở bên kia là một khu, bên đây là một khu. Có cái bàn đang ngồi nhậu rồi. Sung sướng không? Ngồi biển một bên, thuyền một bên, rồi bàn nhậu rồi. Mát mẻ, quá sướng luôn. Bây giờ là khoảng 5 giờ 10 phút, 5 giờ 5, 6 phút. Đây, tài sản của một ngư dân nè, có một con thuyền nho nhỏ, cái bình dầu, một cái mỏ neo, một cái chèo, vân vân. Có cái máy nữa mà sao nó xét lẹt luôn à. Đây, một con thuyền đơn giản như thôi mà ta ra dám ra khơi đánh bắt rồi. Cá cam, cá này cá chết rồi đúng không? Chết rồi. Tươi thôi chứ chết rồi. Cá biển nó chết à. Thì bán sao? Nhiêu ký? Thì bán con cam là 40 bạc nữa. 80. Một con 80. Còn cá chim là một con 120. 120 là lấy vốn thôi chứ không lấy 1.000. Tao nghe mùi giống như cá khô vậy. Một con 80 cá cao. Cá cam hai hả? Con cá cam tính cá chim thì 120. Hai cá chim nhé. À, hai con cá. Hai cá chim. 120.000 con nè. Hai con. Hai con 120 hả? Hai con 24. Hai con 150 đi, lấy hai con cá đó để nướng. Tê lắm, giờ cuối rồi. À, để cho 450 một. Có nhiêu đây cá là 450 là không được thôi. Cá nhỏ xíu à, thấy không? Nhỏ bằng tay. 450.000 là quá rẻ luôn rồi.
Thôi 400. Không, được rồi, quá rẻ rồi em ơi, đừng có ép chị, nó tội nghiệp chị. Thôi 400. Không, 450 ngàn là quá rẻ. Thôi ok, dứt điểm 400. Rồi, tới cái chỗ cái quán. Vô nhờ làm đồ ăn. Rồi, ngồi ăn thôi, bên đây là biển nè. Sau lưng mình là biển. Đây là cái bông chanh dây nha. Cái quán này có trồng cây chanh dây đã ghê, trái quá trời luôn. À, cái chanh dây nè. À. À. Rồi. Nè, tôi đang nổi lửa chuẩn bị làm đồ ăn nè. Đó. Quá đã luôn. Đây. Tối quá ta. Đây là cái chòi của mình nha. Đây. Hello. Đây, la cù bắp. Hello, chào coi. Hello, 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 how are you? Cô ni chà, rồi. Được anh. Đây, bữa ăn đạm bạc ở Hồ Tràm hả? Cơm nữa hả? Đây là nồi canh đại dương. Không biết lá gì nữa, lá cải gì? Anh cải, anh cải rồi. Rồi, thấy đại dương rồi, được rồi. Đừng quậy nữa. Thấy đại dương mênh mông rồi. Mới 7 giờ mấy mà ngoài biển nhắn que tối thui đen thùi. Hai. Thôi lên xe đi về thôi, nó sai rồi. Ghé chợ bò sữa Long Thành nghỉ ngơi sau một chặng đường rất là dài. Ghé nghỉ ngơi thư giãn tí xíu rồi mới lên cao tốc về tiếp. Giờ này là 9 giờ 15 rồi, 9 giờ 15 tối rồi. Nhà bên đó nó có xây có hồ hay không? Không có đâu.